Ok anh em, đây là cái đèn pin Rainbow RB1122 Max, là phiên bản Max nâng cấp đây. Đấy, ngoại hình thì nó như này, kim loại nhé, sơn nhám đen như vậy, cầm rất là nặng vì một phần là nó pin nó dung lượng cao, mà thứ hai nữa là nó build kim loại như vậy. Cổng sạc ra cho điện thoại này, có thể sạc ra cho điện thoại được bằng USB-A, và cái cổng sạc vào là sạc bằng chân Type-C. Đó. Thì cái phiên bản Max này thì theo nhà sản xuất công bố thì là nó được nâng cấp vì cái thời lượng pin, thời lượng xả sáng và cái đèn báo pin ở đây. Đấy, đèn báo pin nhé, báo phần trăm pin. Rồi. Chóa thì cái chóa của nó thì như thế này. Đấy, dùng con led, chip led M80. Đấy, thì anh em khi em soi như này, ôi, thế có thể zoom ra zoom vào được. Đấy, rất là mượt mà nhé. Vì có thể anh em có thể là ấn giữ nút nguồn 3 giây thì nó sẽ sang chế độ chớp. Thế thôi. Nó chỉ có bốn chế độ chiếu sáng thôi, nghĩa là sáng mạnh nhất, sáng vừa và sáng nhỏ nhất. Mặc dù sáng nhỏ nhất nhưng mà để soi thì cảm giác là nó vẫn cực kỳ là sáng nhé. Thì ở cuối video thì các bạn sẽ tua đến và các bạn xem cái độ chiếu sáng của nó kinh khủng khiếp như nào. Đấy. Dây thì nó dây đeo như vậy. Tôi cho cái dây như này theo của nó. Còn đây là cái hộp mà đây là mình xâu cái hộp của nó ra này. Đây là hộp của nó nhé. Đấy. Hộp của nó như vậy. Rainbow 1122. Nó chỉ có cho một cái dây dây cáp sạc USB-C thôi. USB-C. Đấy. Thì cái này nó đang sử dụng pin là đây, mình sẽ tháo cho các bạn xem nhé. Đây là nó đang sử dụng 3 quả pin nối vào nhau này. 3 quả pin 18650A X3 này. Đấy, cực âm cực dương này. Dương thì cho vào bên trong. Ok chưa? Đấy. Lắp vào đây. Tất nhiên là cái đèn pin nó sẽ có chống nước nha anh em nhé. Sẽ chống nước được bình thường luôn. Anh em đi mưa thì soi thoải mái luôn. Thấy chưa? Tuy nhiên thì cái đèn này thì nó về cái phần hiển thị phần trăm pin ấy, thế các bạn anh em có thể nhìn thấy lúc này lúc đầu là nó là 99, bây giờ mình tháo pin ra mình lắp lại là nó còn 80. Thế thì cái phần trăm pin mà để nó báo ở trên những cái con đèn pin có thương hiệu của Trung Quốc này ấy, thì thông thường là nó cũng chỉ mang tính gọi là để tham khảo thôi. Tất nhiên là nó cũng sẽ đúng, nhưng mà mình theo như mình đánh giá các cái dòng pin đèn pin siêu sáng mà nó có đèn màn hình LED này thì nó chỉ đúng trong khoảng 60%, 70% để là anh em có thể là biết được là cái pin bên trong, thực bên trong nó còn bao nhiêu đấy. Thì anh em không thể nào mà đánh giá được, là không thể nào mà suy xét nó, ví dụ nó còn 60% mà anh em soi là nó còn 60% được, bởi vì là nhiều khi nó còn báo ảo. Đôi khi anh em bạn bao giờ anh em phải xả hết pin về về không ấy. Có khi anh em soi về không nhưng mà nó vẫn còn trụ được rất là lâu, nó trụ được tiếng 2 tiếng nó vẫn không hết. Đấy, đôi khi nó báo ảo vậy. Nhưng mà nhìn chung thì về chất lượng chiếu sáng thì cực kỳ là sáng và rất là chói mắt. Đấy. Và soi xa gom tia xa. Thế thì ngay sau đây thì sẽ là những cái video mà mình test ánh sáng ở trong ban đêm để anh em xem nhé. Ok. Bảo mày.
the fuck? Are you kidding me, man? Skirt. Ôi, đèn rất sáng và xịn.